Rồi, chào các bạn nha, chào cả nhà nha. Hiện tại mình đang cầm trên tay một gói hàng. Đây là hàng của Phinix. Phinix là thương hiệu đèn pin khá nổi tiếng, thương hiệu Phinix. Phinix. Sau khoảng một tuần tìm hiểu cái sản phẩm này trên mạng, thì mình đã chọn mua một sản phẩm, đó là Phinix Phinix E35. Mình sẽ cùng khui mặt hàng ra nhé. Rồi, đây là sản phẩm của mình. Sản phẩm mình đặt mua là một còi thông minh. Còi này có tác dụng là khi mà các bạn leo núi leo suối hoặc là các bạn nuôi chim nuôi thú, các bạn có thể sử dụng còi này, một là để cứu hộ và thứ hai là để nó nhận biết âm thanh riêng của mình. Mình thử cho các bạn xem nhé. Đó, tùy mức độ các bạn kêu, các bạn có thể dùng chúng đeo trên cổ này, hay là đeo trên ba lô hoặc cả trên túi sách. Chúng tùy nhu cầu và mục đích của các bạn sử dụng, mà các bạn đeo ở đâu thì đeo. Đeo ở đây là một đồ trang trí thôi cũng được, khi nào cần mình có thể dùng lên mình kêu. Nó có tác dụng là nếu mà các bạn nói không được hoặc là bị mất âm thanh thì các bạn có thể dùng còi này để báo hiệu, hoặc là cái còi này có tác dụng là truyền âm thanh tới cho những con vật các bạn nuôi, ví dụ con chó, con mèo, con chim. Đây, còn đây là sản phẩm Phinix E35. Mình chọn cái đèn này bởi vì dung lượng pin nó lớn. Đây này, dung lượng pin của nó là tới hôm bữa mình tham khảo là dung lượng pin của tới 5.000, dung lượng pin 5.000. Mình cùng khui đây nha. Đây là sản phẩm của mình. Đọc rất cẩn thận. Đây là sách hướng dẫn sử dụng này. Những sản phẩm họ bán kèm theo, ví dụ như đèn ngủ này, đèn ngủ này. Đây họ giới thiệu sản phẩm thôi. Phinix PD36R và các sản phẩm khác. Nói chung là họ chúng tôi sử dụng và họ giới thiệu thêm các sản phẩm khác thì cái này mình có thể bỏ qua. Đây là một cái cáp tai xi, mình đã nghiên cứu rồi. Cái dòng sản phẩm này là các bạn không cần thêm phụ kiện cái chân sạc, cái củ sạc giống như dòng iPhone này, các bạn cần thêm cái củ sạc, nhưng cái dòng Phinix là bỏ qua cái củ sạc này, bỏ qua không cần, mà mình cắm trực tiếp vào pin luôn. Đó, hôm bữa mình có nghiên cứu rồi là họ dùng cắm trực tiếp vào pin luôn. Pin vừa là chỗ để sạc luôn. Đó. Đó, sản phẩm cầm rất chi là đã nha các bạn nhé. Cầm rất chi là đã. Mình thử phát nào. Chưa rất tem cho nên là trên này là chưa thử được. Chiều mình sẽ tìm mua một cái dây móc mình treo ở đây. Mình còn chưa biết dùng. Đây. Cái pin nó đang được bọc bởi một cái tem này nên là không thể bật được. Gỡ cái tem này ra là sẽ bật được. Còn đây, cục pin của chúng tôi đây. Mình đã tìm hiểu rồi nhá. Pin nó là tới 5.000. Đấy, pin là tới 5.000. Dung lượng pin lớn, cục pin nặng và có cả một lỗ sạc trên này. Đây, lỗ sạc ở trên này. Đấy,
Hay sẽ không cần củ sạc nữa, là các bạn sẽ cắm trực tiếp từ sạc đa năng qua. Đây, cắm vào đây. Đỏ là thiếu này. Mình nghe nói là xanh, xanh là sẽ đầy, đỏ là đang thiếu pin thì mình sẽ sạc pin cho nó. Chút xíu là mình sẽ sạc, mình thử đèn trước nhé. Có cái nút này để bạn thể gài áo này và gài vào quần này. Đúng không? Rồi. Mình thử với ánh sáng của nó cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là các bạn dí 3 giây để đèn sáng, dí 3 giây. Đó. Sau đó là tùy chỉnh theo mức mức ánh sáng của các bạn cần. Này, 1 2 3. Sáng vừa này. 2 này. 3 này. 4 này. 5. 1 2 3 4 5. Rồi, 5 mức sáng nhé. Và cái đèn này là ở đây, duy thêm một phát nữa là sáng nhấp nháy. Nhấp nháy này. Rồi. Làm sao để tắt luôn nữa. 2 3 4 5. Làm sao là tắt luôn. 1 2 3 4 5. Hiện tại mình vẫn chưa tìm được ra cái chế độ mà tắt luôn của đèn. Rồi, mình sẽ tìm hiểu thêm. Bây giờ là mình sẽ bằng phương pháp truyền thống tháo pin nha. Tháo pin nha. Và từ từ mình sẽ nghiên cứu. Rồi. À, buổi tối này mình sẽ đi test thử trên núi xem là cái mức độ sáng của cây đèn là như nào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Rồi, chiều nay mình sẽ làm một video để test trên núi. Tắt chỗ nào? Đang quay chưa? Thấy mặt em chưa? Chưa. Đó, thấy rồi mà. À, đúng rồi, đúng rồi. Nó mờ mờ, đúng rồi. Rồi. Rồi, không cần tắt của anh. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là mình đã leo được tới đỉnh núi Cô Tiên. Vâng, và hiện tại là mình hôm nay mình tiếp tục mình review cho bạn cây đèn này. Đây nhá. Các bạn bấm nhẹ một nút để xem điện được điện này. Màu xanh là đầy nhá. Khi nào màu xanh nhấp nháy là còn khoảng là dưới 75% pin. Khi nào cái đèn màu xanh là chuyển sang màu đỏ là còn dưới 50% pin. Mà màu đỏ nhấp nháy là còn có khoảng dưới 25% pin. Cái này là có tác dụng là báo điện cho các bạn nhé. Đây, xanh này. Bấm nhẹ một cái nó hiện màu xanh nhá. Rồi, mình khởi động luôn này. Bấm nhẹ một cái này. Bấm phát nữa này. Đấy. Là ra mức độ sáng. Đấy. Nó tới 3 mức độ sáng. Đây, 3 mức độ sáng. 1 này. Phát nữa này. 2 này. 3 này. 4 này, 5, thấy chưa? Sáng ghê nhỉ. Dạ đúng rồi, đúng như lời quảng cáo và dự báo của những bạn đã dùng hàng này trước rồi. Thì đây, đây chính là cây cây gì này, cây Penix Penix E35. Đây, hiện tại mình đang có mặt trực tiếp tại đỉnh núi Cô Tiên và đang sử dụng cây Penix ở mức độ là sáng nhất. Đây, mức độ sáng nhất có thể. Mức độ chiếu xa là khoảng từ đây tới đỉnh núi kia là khoảng 200 m có dư đấy. Anh của anh đâu, của anh đâu? Thấy không, của anh nói mình nhỏ xíu à. Rồi, của anh nhìn đây. Khác hẳn không? Anh bật cái đèn của anh lên đi. Đây là đấy, đèn cũ rồi. Vâng, đèn cũ ở đây, một cái đèn cũ kia. Cái này rồi đấy. Rồi đây đó. Và cái này có 5 mức sáng. Đây, sáng mạnh nhất này, sáng nhẹ này, sáng nữa này, lên nữa này, lên nữa này, và hết cỡ này. Đó, sáng mờ mờ này. Ví dụ mức độ sáng mờ mờ này các bạn có thể đạt tới là
20 tiếng, 24 tiếng. Còn nó nhiều mức độ lắm. Rồi, các bạn bấm nhẹ một cái, xong bấm cái nữa là chuyển vào chế độ là cứu hộ. Đó, chuyển vào chế độ cứu hộ đấy. Rồi, hồi chiều mình không biết tắt như thế nào thì bây giờ mình đã biết tắt rồi. Các bạn bấm nhẹ một cái, xong bấm thêm cái nữa là tắt. Đó. Rồi, bấm nhẹ một cái này. Và bấm một cái nữa là mở. Đó. Bấm nhẹ một cái là chuyển chế độ sáng, tối, sáng vừa. Đó, nó rất nhiều chế độ. Rồi. Vậy là mình chọn mua cái đèn này quả thật là không nhầm. Vâng. Đây, cho bạn xem lại mức sáng của nó nhé. Đây. Chiếu ngược lại này. Sáng nữa này, sáng nữa này, sáng nữa này, sáng nữa này. Sáng nữa này. Chiếu vào mắt là lóa mắt. Lóa mắt luôn rồi. Đó, sáng rất chi là sáng. Ui, sáng. Thấy không? Sáng nguyên một khu luôn mà, sáng. Quá trời sáng mà. Sáng chóe luôn mà. Đây. Sáng quá luôn. Sáng nhưng mà ánh sáng là ánh sáng dịu mát nhá. Đây. Không hề bị chóe mắt khi mà chiếu ở tầm gần. Đấy. Còn chiếu ở tầm xa thì phá đỉnh rồi. Đây. Chiếu tầm xa phá đỉnh rồi. Đây. Bạn có thể thấy rất quan sát rất chi là rõ. Kìa, chân rút rất xa. Rồi, chào tạm biệt các bạn nhé. Đây là review thực tế nhất cây đèn Pennit E35. Các bạn muốn tham khảo cái đèn này thì cứ liên hệ inbox cho mình. Đây, con cú mèo bay kìa, cú mèo bay kìa. Cú mèo bay kìa. Đấy, đây con cú mèo bay đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy, 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 đấy. Đấy, soi thấy đèn này kìa, bắt nó kìa. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, đây, nó bay lên làn này. Đấy. Rồi, đậu rồi. Cho là cả.